Sau đây là phần 2 của bản tin thế giới. Thưa quý vị, cao ủy kinh tế tiền tệ EU Olin Rehn cho biết dữ liệu tài chính Hy Lạp năm 2013 có thể tốt hơn dự báo nhưng vẫn cần xác minh chính thức từ chính phủ. Sau cuộc họp các bộ trưởng tài chính Eurozone, ông Olin Rehn cho biết cuối tuần này các chủ nợ quốc tế sẽ đến Hy Lạp để kiểm tra tiến trình cải cách của nước này. Đáng lý cuộc gặp gỡ này đã diễn ra từ cuối năm ngoái nhưng cuối cùng bị đình lại vì cho tới thời điểm đó Hy Lạp vẫn chưa tiến thêm bước nào. Cuộc họp này sẽ xác định xem Hy Lạp có được nhận thêm gói viện trợ vào tháng 3 hay không. Tôi tin là nếu mỗi bên trong chúng ta đều cố gắng làm đúng theo kế hoạch, thì chúng ta có thể xem xét một gói cứu trợ nữa trong tháng 3. Liên quan tới Ý, ông Rehn tin rằng chính phủ mới sẽ làm nên chuyện. Chính phủ mới sẽ giải quyết được nhiều vấn đề trong năng lực cạnh tranh của kinh tế Ý, giải quyết được nợ công cao và cải cách kinh tế. Lãnh đạo đảng trung tả Matteo Renzi cho biết, ông sẽ bắt đầu cuộc họp nội các trong vòng 24 giờ tới và kế hoạch cải cách sẽ được hoàn tất trong vòng vài tháng nữa. Các bộ trưởng tài chính châu Âu, Eurogroup đã gặp nhau tại Brussels, Bỉ hôm qua để thảo luận về việc thiếu tiến triển trong chương trình giảm nợ của Hy Lạp cùng với nhiều vấn đề khác. Chủ tịch nhóm các nước sử dụng đồng euro, ông Jeroen Dijsselbloem cho rằng Hy Lạp cần tăng cường cải cách để đáp ứng được điều kiện của gói cứu trợ quốc tế. Có quá ít tiến triển, những thỏa thuận của chúng ta vẫn chưa được triển khai. Tiến trình này dường như án binh bất động một thời gian và chúng ta sẽ xem liệu có thể thúc đẩy nó hay không. Ông Dijsselbloem nói các bộ trưởng không nên thảo luận về một gói cứu trợ khác cho tới khi kết thúc mùa hè này, cũng như bác bỏ những kỳ vọng của Hy Lạp về một cuộc thảo luận sớm trước khi diễn ra bầu cử châu Âu vào tháng 5 tới. Cái nước nhận định Hy Lạp cần khoảng 10-11 tỷ euro kể từ quý 2 năm 2014 để vận hành trong năm 2015. Tuy nhiên, nhiều chính phủ thuộc khối Eurozone không muốn mở rộng các khoản vay do dư luận tiêu cực trong nước và cử tri của họ đã mệt mỏi với việc cứu trợ các nước khác. Hy Lạp đang nỗ lực thoát ra khỏi 6 năm suy thoái, áp dụng các chính sách thắt lưng buộc bụng mà EU và IMF yêu cầu để đổi lấy gói cứu trợ 240 tỷ euro. Thất nghiệp đã lên tới mức kỷ lục là 28%. Các bộ trưởng cũng bàn đến các vấn đề khác như cơ chế giám sát duy nhất. Theo đó, ECB trở thành cơ quan duy nhất trong khối Eurozone giám sát các hoạt động ngân hàng kể từ cuối năm nay, hay cơ chế đóng cửa các ngân hàng vỡ nợ. Thưa quý vị, những người Ý đang hy vọng vì thủ tướng mới của đất nước, ông Matteo Renzi, sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn chứ không phải là một thất bại mới. Trên bước đường trở thành vị thủ tướng trẻ nhất nước Ý, thị trưởng Florence, 39 tuổi này, giờ đây đang gấp rút thành lập chính phủ mới. Việc thành lập nội các là cấp bách và quan trọng, nhưng thực ra chúng tôi vẫn phải tuân thủ đầy đủ các bước của Quốc hội. Chúng tôi cần một ít ngày trước khi chính thức nhiệm kỳ. Ông Renzi đã giúp đảng Dân Chủ lật đổ đối thủ Enrico Letta với tiến trình cải cách chậm chạp. Nếu có thể xây dựng một liên minh, ông sẽ là thủ tướng thứ ba lên nắm quyền mà không qua bầu cử. Nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực Eurozone gần như đã thoát khỏi suy thoái và tăng trưởng trở lại trong quý tư năm 2013. Đây là lần suy thoái tồi tệ nhất của Ý kể từ Thế chiến thứ hai và nợ công lên tới 2.000 tỷ euro. Thị trường có thể sẽ giống như lời hứa cải cách của ông Renzi, nhưng ông sẽ phải đối phó với phe cánh cũ của ông Letta. Nếu ông Matteo Renzi có thể thúc đẩy được cải cách, thị trường sẽ cất cánh. Câu hỏi lớn là ông ấy thực hiện được đến đâu so với những gì đã hứa. Một số nhà phân tích cho rằng ông Renzi đáng lẽ cần chuẩn bị tinh thần cho công chúng nhiều hơn trước khi lật đổ ông Letta. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, mọi người đều kỳ vọng ông Renzi sẽ lãnh đạo, và thực tế là ông ấy đã rất nhạy cảm đối với những thay đổi chính trị tại Ý. Tuy nhiên, ít người lại nghĩ rằng ông ấy có thể làm việc đó một cách mạnh mẽ như vậy. Những lời hứa của ông Renzi gồm tạo việc làm, giảm thuế, cắt giảm các công việc bằng giấy, và ông sẽ phải nỗ lực rất nhiều để thay đổi một hệ thống vốn đã rất chậm chạp. Tổng thống Pháp François Hollande đã kêu gọi các lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Pháp với những chính sách thuế đơn giản và ổn định hơn trong nỗ lực khôi phục mức độ tin cậy của công chúng đối với chính phủ của ông. Đón tiếp đại diện của hơn 30 công ty nước ngoài tại Điện Élysée, ông Hollande hứa sẽ đảm bảo thuế đánh trên một dự án đầu tư sẽ không tăng như từng xảy ra trong quá khứ, và thuế VAT cùng các khoản đóng góp khác sẽ được cắt giảm trong năm nay. Tổng thống Pháp cũng cho biết thuế đối với các doanh nghiệp Pháp cũng được điều chỉnh hợp lý hơn so với nước láng giềng Đức vào năm 2020. Tuy nhiên, ông không nêu rõ đâu là nền tảng pháp lý cho những lời hứa ổn định thuế đầu tư của mình. Mục tiêu là đảm bảo sự ổn định về thuế và cơ chế. Từ nay, mỗi doanh nghiệp dù là Pháp hay nước ngoài đều có thể xác định được mức thuế được áp dụng trên mỗi khoản đầu tư. Đây là điều rất quan trọng. Làm sao có thể đầu tư nếu người ta không chắc rằng các quy định thuế liệu có ổn định hay không trong suốt quá trình đầu tư? Chính phủ tin tưởng đầu tư nước ngoài tăng trở lại sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP của Pháp ít nhất là 0,9% trong năm nay, sau khi bế tắc trong năm 2013.
Pháp cũng hy vọng sự tăng trưởng đó sẽ giúp kéo tỷ lệ thất nghiệp xuống so với mức 11% hiện nay. Thị trấn Râmnicu-Vâlcea của Romania đã từ lâu được gọi là trung tâm tội phạm mạng của thế giới. Mới đây, FBI đã đào tạo 600 điều tra viên người Romania để theo đuổi nhiều cuộc truy lùng tội phạm mạng tại nước này. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tai tiếng đồn xa thì danh tiếng cũng đồn xa. Thị trấn này đang được lợi từ chính những điều tai tiếng đó. Các hãng bảo mật Mỹ đang để mắt đến Romania như là một trong những kẻ thù an ninh công nghệ số 1 trên thế giới. Sau khi có nhiều thông tin cho rằng rất nhiều vụ tấn công an ninh mạng đến từ một thị trấn nhỏ của Romania. Cảnh sát Romania ước tính khoảng 80% các vụ tấn công mạng từ Romania nhắm vào các doanh nghiệp và cá nhân Mỹ. Lừa đảo chủ yếu thông qua giao dịch mua bán, người mua vô tư chia sẻ thông tin cá nhân và tài chính cho bên bán hàng mà họ nghĩ là hợp pháp. Mới tháng trước, Reuters đưa tin Neiman Marcus, một nhà bán lẻ cao cấp đã trở thành nạn nhân của hành vi vi phạm bảo mật thông tin tín dụng của khách hàng. Cũng chưa biết có phải đến từ Romania hay không. Càng không biết có phải đến từ thiên đường tội phạm mạng Râmnicu-Vâlcea hay không. Thị trấn này cách thủ đô Bucharest 180 km về phía tây bắc. Toàn thị trấn chỉ có 120.000 người, nhưng đã có tới 100 tội phạm mạng bị bắt giữ mỗi năm. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Bucharest, FBI đã đào tạo 600 điều tra viên để chống lại tin tặc đến từ Romania. Nhận được sự chú ý càng nhiều thì thị trấn này càng được lợi. Đường phố thị trấn này xuất hiện ngày càng nhiều những chiếc xe mới và đắt tiền, hộp đêm, thẩm mỹ viện, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, các cửa hiệu v.v. Vốn thấy nhiều ở châu Âu thì nay đang mọc lên như nấm tại thị trấn này, trong khi phần còn lại của Romania thì đang chìm trong khủng hoảng kinh tế. Lý do mà nơi này trở nên nổi tiếng chỉ là vì tội phạm mạng. Romania chỉ có 20 triệu dân, hơn 1/4 dân số là thanh niên dưới 25 tuổi. Đây là đối tượng đam mê thậm chí điên cuồng vì công nghệ. Rất nhiều trong số đó chọn con đường phi pháp để tiếp cận và chinh phục công nghệ, thậm chí bất chấp tất cả để theo đuổi những vụ mua bán bất hợp pháp trên mạng. Khi các vị vào một thành phố như là Ragasani, cách Râmnicu-Vâlcea chỉ có 50 km, các vị sẽ thấy người dân kiếm việc làm rất khó khăn. Không phải ở đâu cũng có thể thấy xe hơi đắt tiền mới cống như ở Râmnicu. Trước tình hình này, nhiều người không đồng tình với tội phạm mạng ở Romania, nhưng cũng không chống đối. Thậm chí có người cho rằng vấn đề nằm ở chỗ bảo mật phải được tăng cường. Người Mỹ phải hiểu là có nhiều người Romania dám làm mọi chuyện. Không phải người Romania nào cũng vậy, nhưng mà tình hình thực tế là thế. Tội phạm mạng thành công cũng dựa trên cơ sở của niềm tin. Những món hàng được trao đổi thực chất không tồn tại đó thường là những món hàng giá trị cao như xe ô tô hay TV. Một số tội phạm mạng khác lại hoạt động dựa trên việc lừa con mồi chia sẻ thông tin tài chính cho người mà họ nghĩ là đáng tin và có cơ sở pháp lý. Nhiều sinh viên trường công nghệ thông tin rất tự hào về ngành học và triển vọng tương lai của mình. Râmnicu-Vâlcea trở thành thành phố của tin tặc bởi vì đa phần dân số ở đây theo nghề công nghệ thông tin và số dân theo công nghệ thông tin cũng chiếm tỷ lệ đông nhất ở Romania. Có khi mới lớp 9 đã được tiếp cận công nghệ thông tin chuyên sâu rồi, và trường nào cũng có ngành này hết. Anh sinh viên này còn nói rằng hễ ai được dạy lập trình cũng có thể dễ dàng đột nhập bất kỳ tài khoản nào. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể vỗ ngực xưng tên khi nhắc về nơi được mệnh danh là thành phố của những tin tặc. Thông thường, tin tặc là những người gặp vấn đề trong đời sống cá nhân, xuất thân từ một gia đình vô lề lối chẳng hạn, hoặc là bố mẹ bỏ ra nước ngoài làm ăn để con cái lại cho ông bà. Chính những người đó lao đầu vào mảng tối của công nghệ. Trong khi các tội phạm mạng chưa bao giờ cướp một cách chính thức của bất kỳ ai, nhưng khó mà đồng cảm được với lời họ nói khi mà cách đó hàng trăm dặm đã có người bị lấy đi một số tiền cực lớn. Nhưng trước cánh cửa quá rộng để sa vào việc lừa đảo hay bẻ khóa an ninh và trước quản lý lỏng lẻo của chính phủ, đang ngày càng có nhiều thanh niên Romania, đặc biệt là ở Râmnicu-Vâlcea, bước vào con đường này. Vừa rồi là phần 2 của bản tin Thế giới, tiếp theo sau sẽ là phần cuối cùng với những nội dung chính. Chứng khoán thế giới, các thị trường tăng giảm đan xen. Tham nhũng ăn mòn nền kinh tế Nigeria.